Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin luật pháp nên đứng ở đâu trong những bữa tiệc xa xỉ của các quan chức Việt Nam. Lãnh đạo không cần phải ăn cơm muối vừng, nhưng xa hoa không kiểm soát sẽ dẫn đến tai họa. Sau vụ việc một lãnh đạo công an Việt Nam ghé thăm nhà hàng xa xỉ lừng danh tại London với giá trị mỗi bữa ăn có thể lên tới hàng tỷ đồng, tức là tương đương từ 40.000 đến 50.000 đô la. Nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện trên mạng xã hội nhắm về ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam. Một số người đương nhiên lên án, họ chỉ ra rằng thu nhập trung bình của người Việt Nam chỉ ở mức vài trăm đô la một tháng, cùng với đó là sự khốn cùng về an sinh của hàng triệu người lao động Việt Nam sau dịch Covid-19 và hàng loạt các vấn đề khác chưa được giải quyết. Điều này cho thấy sự xa xỉ của bữa tiệc, nhẹ thì là thiếu nhạy cảm chính trị, nặng thì là ăn trên ngồi chốc trên đời sống của hàng triệu người dân đang đói khổ. Đây là hình ảnh bữa tiệc bò rát vàng xa xỉ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm tại nhà hàng Thánh Giác Muối gây bão mạng suốt tuần qua trên các trang báo ngoài nước cũng như các trong phương tiện truyền thông mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có một nhóm không nhỏ khác cho rằng lãnh đạo đất nước thì phải ăn cơm muối vừng hay sao? Hoặc lần sau đi công tác nước ngoài phải mang hũ mắm theo ăn cho bọn bay vừa lòng hả, vân vân. Theo họ, đã là lãnh đạo quốc gia thì ăn uống sang trọng, chi tiêu hàng trăm triệu là chuyện thường. Vậy các lãnh đạo đất nước ăn những bữa sang trọng trị giá hàng ngàn đô la có phải là chuyện bình thường hay không? Và luật pháp ở đâu trong những bữa tiệc xa xỉ đến như vậy? Thực tế, ở Mỹ chỉ có 13 trên tổng số 783 nghị viên của Nghị viện Hoa Kỳ từ năm 1999 cho đến năm 2008 có xuất thân từ gia đình cổ cồn xanh, ý chỉ là người lao động. Cho đến nay, có hơn một nửa nghị viên và là triệu phú của Mỹ. 200 nghị viên khác đã lên đến tầng lớp chục triệu phú. Mức lương 174.000 đô la Mỹ một năm thật ra cũng đã đảm bảo cho họ nằm trong nhóm 6% thu nhập cao nhất ở Hoa Kỳ. Một số dân biểu như ông Dare Serra có tổng giá trị tài sản lên đến hơn 350 triệu đô la Mỹ. Tại Việt Nam, tìm hiểu tổng thu nhập và mức thu nhập trung bình của các chính trị gia, dù chỉ ở cấp huyện tỉnh, không dễ dàng như ở Mỹ. Thậm chí có người còn xem đó là thông tin nhạy cảm, là thông tin mật. Song nhìn vào sở hữu đất đai, phong cách sống, chi phí du học cho con cái ở các quan chức, vốn chỉ riêng nó đã có thể lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm, có thể thấy sự chênh lệch giàu nghèo thật ra không khác mấy so với Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh khoản tiền 2,5 triệu đô la mà đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc chi ra để mua hộ chiếu vàng ở đảo Sip, gấp tới 3 lần doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của công ty Tân Thuận và bằng thu nhập 90 năm tích lũy của cán bộ quản lý công ty Tân Thuận, nơi mà ông Quốc làm tổng giám đốc. Nhắc đến vận động hành lang không có ý nói là chuyện đương nhiên xấu xa. Tuy nhiên, không hẳn vận động hành lang lúc nào cũng thuần khiết và trong sạch. Jimmy William, một nhà vận động hành lang kỳ cựu ở Mỹ kể rằng cuộc sống của một nhà vận động hành lang cứ sống sướng như một ông hoàng. Những tài khoản chi không giới hạn, những đêm thả ga ở những khu trung tâm, những chai rượu đắt tiền, những bữa ăn thịnh soạn với các dân biểu hay nghị sĩ, đó là cuộc sống mà tôi từng có, William đã kể như vậy. Ông kể rằng mình có thể dùng bữa sáng với một số nghị viên và thảo luận với một chủ đề có lợi cho khách hàng của ông, với món trứng chiên và thịt sông khói. Số tiền mà Ủy ban Hành động Chính trị của mình trả cho một buổi gặp mặt như vậy là khoảng 2.500 đô la. Hay trong các buổi vận động gây quỹ, ông cũng thay mặt khách hàng của mình chi 2.500 đô la mỗi lần, dưới hình thức là khoản đóng góp vận động chính trị để có thể được nói chuyện riêng với các nhân vật quyền lực về vấn đề lập pháp mà họ quan tâm. Điều này đã được CNN cảnh báo trong một bài viết từ năm 2014. Theo đó, họ cho rằng dù đã có quy định và luật cấm giới vận động hành lang chu cấp cho các kỳ du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống của các chính trị gia, nhưng vẫn có hiện tượng né tránh quy định này. Đây là hình ảnh bữa ăn tối giản dị của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ bánh mì kẹp thịt. Cụ thể, thay vì nhận đãi thọ trực tiếp từ giới vận động, thì các chính trị gia sẽ tổ chức các buổi tiệc, kỳ nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm sang trọng với các lý do như để giới thiệu về địa phương hay là tổ chức vận động tranh cử. Những nhóm lợi ích muốn tham gia và nói chuyện trực tiếp với các chính trị gia này đương nhiên sẽ phải trả một khoản phí khoảng vài ngàn đô la với danh nghĩa là đóng góp chính trị.
Các chi phí về ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi, hiển nhiên họ cũng tự chịu. Họ thừa nhận rằng nói chuyện với các nghị viên tại một resort đắt tiền vào chiều cuối tuần bao giờ cũng thoải mái hơn là bàn công việc của họ ngay tại Washington, D.C. Còn ở Việt Nam, nhiều cách vận động hành lang mà chưa nói đến hối lộ hay tham nhũng thật sự đã trở nên phổ biến ngay từ những năm 2000. Tiền bạc đổ vào quá trình vận động chính sách kiểu Việt Nam khó mà thống kê, nhưng chắc chắn là mức độ xa xỉ nó cũng đủ khiến chúng ta choáng váng. Vấn đề minh bạch và giám sát đưa ra những thông tin trên để thấy sự nguy hiểm của thói xa hoa trong đời sống chính trị Hoa Kỳ mà gợi mở về tình hình Việt Nam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã có sẵn một hệ thống pháp luật về vận động, tranh cử và giới hạn chi tiết ngặt nghèo. Người Mỹ hiểu rõ về nền kinh tế của họ lớn đến thế nào và họ có nhiều tiền ra sao. Chính vì vậy mà có quy định về đạo đức và chi tiêu của từng cá nhân chính trị gia là vô cùng chi tiết. Đây là hình ảnh bảng cấm các nhà vận động hành lang ở một số khu vực trong cơ quan lập pháp ở Mỹ. Thực ra, với các khoản chi vận động ở Mỹ chỉ là vài ngàn đô la và các chính trị gia dù có thể ăn ngon mặc đẹp nhưng luôn né tránh các địa điểm quá hoang phí, phô trương. Bởi vì hệ thống pháp luật quốc gia lẫn công chúng luôn theo sát họ. Các khoản tiền lót tay, những buổi ăn uống thịnh soạn kể trên là khoản chi không nhỏ. Vài ngàn đô la đôi khi chỉ là một tháng làm việc của một bộ phận người lao động ở quốc gia này. Tuy nhiên, chúng vẫn là các khoản thu được công nhận và được các chính trị gia kê khai đầy đủ cho những cơ quan tiểu bang và liên bang quản lý về đạo đức chính trị và tài chính tranh cử. Ví dụ, chỉ cần lên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ, chúng ta có thể biết rằng mỗi cá nhân chỉ có thể đóng góp tài chính cho từng chính trị gia cho hoạt động tranh cử lên cấp liên bang với giới hạn là 2.000 đô la trên một kỳ bầu cử. Họ có thể đóng góp nhiều hơn cho các ủy ban hành động chính trị bằng 5.000 đô la mỗi năm hoặc cho các cơ quan đảng quốc gia và các quỹ hành động độc lập có thể lên đến hàng chục ngàn đô la mỗi năm. Tuy nhiên, những khoản tiền này cũng không được tiếp nhận và sử dụng cho các mục tiêu cá nhân. Thay vào đó, chúng được chi để tổ chức đại hội, xây trụ sở của đảng hay các vấn đề khác đáng tiêu tốn hơn nhưng chính đáng hơn. Trong khi đó, từng tiểu bang cũng có quy định riêng cho các chính trị gia địa phương của mình với thông tin được công bố rộng rãi. Ví dụ tại bang Alabama, cho các chính trị gia địa phương vận động không giới hạn từ cá nhân ủng hộ, nhưng cũng có bang chỉ cho phép đóng góp có 200 đô la một năm cho một nghị viên như tại Colorado. Đây là hình ảnh ông Trung tướng Công an Việt Nam Tô Ân Sô, người ngồi bên cạnh Bộ trưởng Tô Lâm, từng bị phát hiện đeo những sợi dây thắt lưng có giá tới 5.000 đô la, tức là hơn 115 triệu đồng. Sự minh bạch thông tin này giúp cho công chúng Mỹ luôn biết được chính trị gia nào đang có bao nhiêu tiền, ai đóng góp và ủng hộ chính trị cho ai. Người Mỹ biết rõ dân biểu Dare có tổng giá trị tài sản đến hơn 350 triệu đô la, nhưng họ cũng biết ông có được số tiền này vì công ty sản xuất hệ thống báo động xe hơi của ông ăn nên làm ra. Điều này, dù ít hay nhiều, tạo cảm giác chủ động và đưa ra các công cụ cần thiết giúp công chúng có thể giám sát những người mà mình bầu chọn. Nói về Việt Nam, chúng ta không thể cho rằng việc các chính trị gia tham gia vào những cuộc vui trăm triệu là bình thường, khi hệ thống pháp luật nội địa vẫn chưa có quy định đầy đủ. Cần mở rộng vai trò giám sát của báo chí và công chúng về các khoản tiền đóng góp và các chi tiêu của lãnh đạo địa phương lẫn trung ương. Đúng, các lãnh đạo chính trị không nhất thiết phải ăn uống kham khổ, hay nói như nhiều bạn là ăn mắm, ăn cơm muối vừng, thì mới là yêu nước thương dân. Nhưng ngược lại, ủng hộ và tạo điều kiện cho các quan chức tham gia và các bục tiểu tùng, tiệc tùng xa xỉ bao giờ cũng là những công thức dẫn đến tai họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 với bản tin Luật pháp nên đứng ở đâu trong những bữa tiệc xa xỉ của quan chức Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm cũng như bấm nút ủng hộ cho tờ Thời báo chấm ở phía dưới. Và chúng tôi xin gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Lê Trung Khoa. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và những bế tắc mang tính hệ thống của độc tài công an. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021, báo chí phương Tây từ châu Âu, Mỹ đến Úc đã tràn ngập tin tức về hình ảnh với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong lúc tháp tùng phái đoàn của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị về
khí hậu toàn cầu COP26 tại Glasgow, đã cùng đàn em ăn tiệc tại một nhà hàng nổi tiếng bao gồm thịt bò rát vàng của đầu bếp quốc tế Thánh Sắc Muối Diệp Bề. Đây là nhà hàng sang trọng hàng đầu thế giới với những thực đơn lên tới hàng chục ngàn đô la. Chi phí cho buổi ăn này của vị Bộ trưởng Công an đã lên tới 50.000 đô la, tức là tương đương với 1,2 tỷ đồng Việt Nam. Đây là hình ảnh hóa đơn của một bữa ăn tại nhà hàng Diệp Bề có thể lên tới 37.000 bảng Anh, tương đương với 51.000 đô la, tức 1,2 tỷ đồng. Số tiền này có thể nuôi rất nhiều gia đình lao động nhiều năm để sống qua cơn đại dịch. Trong khi sự kiện không thể chối cãi này tràn ngập trên không gian mạng và gây phẫn nộ trong quần chúng, thì báo chí quốc doanh của Đảng Cộng sản Việt Nam im thin thít. Như vậy là hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế của nhân dân để nuôi bộ máy này đã hoàn toàn không có tác dụng. Cả Bộ Chính trị và Chính phủ và tứ trụ bao gồm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều nhất tề bật âm vô tín, không dám nói về việc này. Công luận đều đồng ý rằng tác phong này của ông Tô Lâm và đàn em là vô cùng bại hoại. Nhưng đây thực sự chỉ là đỉnh của một tảng băng sơn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự trong bản chất chỉ là một chế độ độc tài đảng mang tính công an trị. Hệ lụy đương nhiên là quyền lực của công an qua hình ảnh của ông Tô Lâm không những là nền tảng của chế độ mà còn có khả năng bao trùm đảng, nhà nước và toàn thể xã hội dân sự. Đến như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng còn phải im miệng vì việc này thì đủ thấy quyền lực của Tô Lâm bao trùm thế nào trong Bộ Chính trị. Chính vì thế mà cả Bộ Chính trị và tứ trụ triều đình không thể thốt nên lời. Tính công an trị của chế độ không những là hậu quả của mô hình nhà nước Lenin mà còn là nguyên nhân đưa dân tộc Việt Nam rơi vào những bế tắc mang tính hệ thống. Những bế tắc này xuất phát từ nhu cầu của nhà nước nuôi dưỡng một hệ thống công an mật vụ khổng lồ vượt ra ngoài khả năng tài chính của một quốc gia nhược tiểu. Thật vậy, khi chúng ta so sánh ngân sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và ngân sách của các quốc gia dân chủ, chúng ta sẽ nhận rõ rệt sự trầm trọng của bế tắc này. Đây là hình ảnh Quốc hội duyệt chi ngân sách năm 2021 cho Bộ Công an lớn hơn gấp 10 lần chi cho Bộ Y tế. Cũng theo từ điển Bách khoa Toàn thư trên mạng, thì ngân sách cho Bộ Công an vào năm 2021 là 4,19 tỷ đô la. Nhân số công an chính quy dỡ giữ bí mật, nhân số công an bán chuyên trách là 2 triệu. Đây thật sự là một con số giả dối, đánh lừa dân và quốc tế. Thật vậy, theo cơ quan chuyên môn quốc tế về đánh giá về lương bổng trung bình của một công an Việt Nam thì mỗi công an lãnh lương hàng năm là 169,7 triệu đồng và 3,9 triệu tiền thêm. Tổng cộng lương là 173,6 triệu đồng mỗi năm, tương đương với khoảng 7.647 US đô la. Nếu số chính quy tương đương với số công an bán chuyên trách thì Việt Nam có khoảng 4 triệu công an. Như vậy, chỉ tính lương bổng thôi thì chi phí đã phải trả cho công an là tới 30,5 tỷ Mỹ kim, tức là US đô la. Đây là con số chi phí cho lương bổng. Tổng chi phí cho công an của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bí mật quốc gia mà luôn được Đảng Cộng sản giấu giếm. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán, khác với các quốc gia dân chủ, không một công dân nào được quyền biết đến ngân sách của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho công an là bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy diễn từ một con số thống kê quốc tế như vậy. Cũng theo các số thống kê chính phủ của nhiều nước dân chủ thì ngân sách cho công an không hề cao đến thế. Đây là hình ảnh công an chỉ biết còn đảng còn mình chính là khẩu hiệu lớn treo giữa thủ đô Hà Nội. Số nhân viên cảnh sát là 21.455 người, tại Úc với lương bổng mỗi năm là 82.000 Mỹ Úc Kim. Như vậy tổng chi cho lương bổng 1,77 tỷ Mỹ Kim Úc, tương đương với khoảng 38% ngân sách. Nếu một tỷ lệ tương đương áp dụng cho Việt Nam thì ngân sách tổng cộng cho Bộ Công an dưới quyền điều khiển của Tô Lâm sẽ làm con số khủng khiếp. Dự toán khoảng 80 tỷ đô la vượt ra 3 lĩnh vực lớn nhất của đất nước là y tế, giáo dục và quốc phòng. Trong khi ngân sách chính thức về y tế của Việt Nam chỉ có 17 tỷ đô la vào năm 2017 và chi cho năm 2022 là 24 tỷ đô la. Theo Ngân hàng Quốc tế thì năm 2019 Việt Nam chi phí 4,1% GDP cho ngân sách giáo dục. GDP của Việt Nam năm 2020 là khoảng 340 tỷ đô la. Như vậy, chi phí cho ngân sách giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam khoảng 14 tỷ đô la. Cũng theo tài liệu của chuyên gia Minh Ngọc Nguyễn cung cấp ngày 21 tháng 5 năm 2021,
thì chi phí quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2019 là 6,7% ngân sách quốc gia, tức 4,7 tỷ đô la. Tại những quốc gia dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên, các chi phí về y tế, giáo dục chiếm phần lớn tỷ lệ ngân sách vì chính quyền luôn chăm sóc cho sức khỏe hiện tại của nhân dân, đồng thời tạo một thế hệ tương lai cho đất nước qua một nền giáo dục vững mạnh. Riêng tại Việt Nam, qua nhiều thiên niên kỷ phải chiến đấu sống còn với kẻ thù phương Bắc, cần một quân đội hùng mạnh để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, khi chúng ta cộng cả ba lĩnh vực trong hệ quan trọng nêu trên của quốc gia, thì ngân sách cả ba chỉ gần bằng một nửa ngân sách chi phí cho Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm kiểm soát. Thật là một con số khủng khiếp. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam cho biết tượng đài Đinh Tiên Hoàng 1.500 tỷ xây trong 8 năm vẫn bỏ hoang. Ngoài ra, công trình tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc cũng được thông qua ở tỉnh nghèo Sơn La với tổng mức đầu tư lên tới 1.400 tỷ đồng. Đồng ý rằng con số chính xác về chi phí quốc phòng lẫn công an tại các quốc gia công an trị như Việt Nam hoặc Trung Quốc đều là bí mật quốc gia, không người dân nào được biết. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng chi phí cho guồng máy công an không những cao hơn y tế, giáo dục, mà có xác suất còn cao hơn cả lĩnh vực quốc phòng. Dù cho con số thực về quốc phòng có thể cao hơn 4,7 tỷ đô la. Từ con số chi khủng cho công an của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trên, chúng ta có thể rút ra các kết luận như sau. Chuyện Tô Lâm ăn thịt bò dắt vàng chỉ là chuyện nhỏ. Thực trạng công an trị là một căn bệnh trầm kha có tính hệ thống. Mỗi đồng tiền chi phí cho công an là một đồng bòn rút từ hệ thống chăm sóc sức khỏe của người dân. Và 100 triệu người dân Việt Nam cứ thế phải nai lưng ra đóng. Sự kiện tỷ lệ tử vong của người Việt Nam trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán cao hơn những quốc gia khác và hệ thống y tế rách tơi tả là kết quả trực tiếp của sự bòn rút này. Mỗi đồng tiền chi phí cho công an là một đồng rút ra từ hệ thống giáo dục, phương tiện và sách vở cho con em Việt Nam trong cho tương lai của đất nước. Các em học sinh đã rất khó khăn tại những vùng quê nghèo, vùng cao cũng là nạn nhân trực tiếp của Tô Lâm và bè lũ tham nhũng này. Đây là hình ảnh bữa ăn của học sinh miền núi phía Bắc, Tây Bắc Việt Nam hầu như không thấy thức ăn mà chỉ có cơm trắng. Hệ thống công an trị với chi phí và bổng lộc như thế làm con ký sinh trùng khổng lồ, hút máu nhân dân, làm suy kiệt nguyên khí quốc gia và đe dọa sự phát triển của đất nước. Nền kinh tế của quốc gia không thể hóa rồng bắt kịp các quốc gia dân chủ trong vùng, mới phải gồng gánh trên vai một giai cấp hùng ác, phè phỡn, chỉ biết nghe lệnh của đảng, đàn áp nhân dân và không hề góp phần cho tiến trình sáng tạo của cải cho xã hội. Trước tình trạng đó, chúng ta phải làm gì? Câu hỏi được đặt ra. Toàn dân từ lâu đã có câu trả lời từ những khẩu hiệu của Đảng Cộng sản như sau. Công an là thanh kiếm và lá chắn của Đảng. Công an là lực lượng còn Đảng, còn mình. Đảng Cộng sản Việt Nam thả mất nước còn hơn mất Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch vì đối với Đảng, thành phần phản động nguy hiểm nhất chính là nhân dân Việt Nam. Và chỉ có công an dưới trướng của ông Đại tướng Tô Lâm sẵn sàng dẫm nát nhân dân, hầu để bảo vệ sự sống còn của Đảng, cũng đây là cũng bảo vệ tài sản mà đội ngũ này đã tham nhũng và cướp bóc được của người dân. Vì tính hệ thống của mô hình nhà nước công an trị, lối thoát duy nhất của dân tộc là đạp đổ bạo quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng xây dựng một nền dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên cho đất nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tô Lâm và những bế tắc mang tính hệ thống của độc tài công an trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn cũng có thể đóng góp vào chương trình của Thời báo .d bằng cách bấm nút để ủng hộ Thời báo .d hàng tháng. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Mỹ gây sức ép với Việt Nam tại đối thoại nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã lên tiếng thúc giục các chính trị gia Hoa Kỳ sử dụng đối thoại nhân quyền song phương với Việt Nam để kêu gọi trả lại tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền đang bị giam giữ ở quốc gia Đông Nam Á này. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở New York tin rằng có ít nhất
145 người đang bị giam giữ bất hợp pháp ở Việt Nam chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản một cách ôn hòa. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam bị bắt giam gần đây trong năm 2021 chỉ vì lên tiếng phản biện một cách ôn hòa. Tổ chức Thường Liên lên tiếng về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam ước tính có 31 người bị kết án và bỏ tù chỉ riêng trong năm 2021. Với hầu hết trong số đó đã bị kết án vì thể hiện ý kiến trên mạng ngược với quan điểm của chính quyền. Công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 26 người khác trong năm nay, cũng theo thống kê của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế. Trong số đó, các nhà hoạt động nhân quyền như Nguyễn Thúy Hạnh, người bị bắt với các tội danh mà tổ chức này gọi là ngụy tạo, mang động cơ chính trị như tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Hai nhà hoạt động đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt vào hồi giữa năm ngoái vì cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ cần gây sức ép để buộc Việt Nam có các hành động rõ ràng nhằm cải thiện nhân quyền, bắt đầu vào việc phóng thích vô điều kiện và ngay lập tức các nhà hoạt động nhân quyền. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, nói trong một thông cáo của tổ chức này được đưa ra vào hôm 8 tháng 11 vừa qua. Ông Robertson cáo buộc Việt Nam đã chà đạp lên nhân quyền khi bắt giữ các nhà hoạt động với các cáo buộc ngụy tạo rồi thẩm vấn khắc nghiệt trong thời gian giam giữ họ hàng tháng trời, không có luật sư bào chữa. Đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 25 giữa Mỹ và Việt Nam dự kiến bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 tại Washington, D.C. Chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 24 được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm ngoái, chính quyền Hà Nội ngay lập tức bắt giữ nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, một trong những blogger và các nhà hoạt động nhân quyền có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang tại cơ quan điều tra khi mới bị bắt. Phiên tòa xét xử nhà báo từng được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải tầm ảnh hưởng dự kiến diễn ra đầu tháng này, nhưng đã bị hoãn lại và bà Trang vẫn đang bị giam giữ trong hơn một năm qua. Thống kê của mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở California đưa ra vào tháng 6 vừa qua cũng cho biết Việt Nam đang giam giữ gần 300 tù nhân lương tâm trong nhiều trại giam, với ít nhất 79 người bị bắt trong năm qua. Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn phủ nhận rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây và chính quyền chỉ giam giữ cũng như kết án những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ nhân quyền Việt Nam vẫn luôn bị cho là yếu kém dù có những cải cách đáng kể trong phát triển về kinh tế khi các tổ chức, phi chính phủ và quốc tế trong đó có Mỹ thường lên tiếng chỉ trích việc đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với các tiếng nói bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, chính phủ Mỹ cũng nên đặt quan ngại về nhân quyền vào vị trí trung tâm trong tất cả các mối tương tác với Việt Nam, chứ không chỉ hạn chế trong một cuộc đối thoại mỗi năm một lần. Đây là hình ảnh các nhà báo thuộc nhóm báo sạch mới bị xét xử vào hôm 27 tháng 10 tại Cần Thơ. Cũng qua việc giam giữ các blogger và nhà báo công dân trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam cũng đang cho thấy rằng họ không mảy may tôn trọng tự do báo chí một chút nào. Ông Robertson đã nói như vậy. Và Hoa Kỳ cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt việc áp dụng chế tài hình sự đối với những người dân khi họ thực hành quyền tự do biểu đạt. Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 11, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam khi trả lời yêu cầu bình luận việc kết án nhóm báo sạch nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói rằng việc đối thoại nhân quyền thường niên là một công cụ quan trọng để củng cố các thông điệp mà Hoa Kỳ đưa ra một cách nhất quán ở cấp cao nhất về tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát. Thúc đẩy sự tôn trọng hơn nữa đối với nhân quyền là một yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cũng theo Đại sứ quán Mỹ. Bao gồm cả trong quan hệ với Việt Nam và Hoa Kỳ cũng cam kết tiếp tục thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với chính phủ Việt Nam về những vấn đề này. Trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội vào hồi tháng 8, nhiều tổ chức nhân quyền và cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi bà đề cập đến vấn đề nhân quyền cũng như việc thúc giục các lãnh đạo Việt Nam trả lại tự do cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập và các nhà hoạt động bị bắt giam từ năm 2019 cho đến năm 2020.
Nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính phủ Biden-Harris khi tiếp cận các vấn đề toàn cầu. Người được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Mark Knapper, trong phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ hồi tháng 7 nói rằng chỉ khi có những tiến bộ đáng kể về nhân quyền ở Việt Nam thì mối quan hệ đối tác giữa hai nước mới phát huy hết tiềm năng. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã công bố một bản thông cáo bày tỏ quan điểm với vụ việc của nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoàn Tràng. Theo đó, sau khi xem xét thông tin được cung cấp từ các bên, bao gồm phản ánh của những người vận động cho Đoàn Tràng và phản hồi từ chính quyền Việt Nam, các chuyên gia trong nhóm làm việc kết luận việc chính quyền bắt giam Phạm Đoàn Tràng được xếp vào các hành động giam giữ tùy tiện, vi phạm chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên. Bản thông cáo cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoàn Tràng, bồi thường cho các tổn thất của cô và điều tra về trách nhiệm của những người đã tiến hành việc bắt giam tùy tiện Đoàn Tràng. Nhóm chuyên gia nhân quyền cũng có 8 người là chuyên gia độc lập và báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, trong đó có 5 thành viên của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp lại các đại diện tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội vào hôm 6 tháng 8 năm 2021. Nhóm chuyên gia tái khẳng định sự phản đối của họ đối với Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, tức là Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ nói rằng điều luật này được định nghĩa một cách mơ hồ và vi phạm các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Nhóm chuyên gia cũng nhấn mạnh việc Phạm Đoàn Tràng đã bị bắt giữ tùy tiện, không được gặp luật sư và gia đình, cũng không được chăm sóc y tế trong suốt hơn một năm trong trại tạm giam. Họ cũng thúc giục chính quyền phải trả lại tự do cho Phạm Đoàn Tràng ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời cung cấp cho cô các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết. Nếu chính phủ Việt Nam tiếp tục không tuân thủ, thì họ sẽ được mời đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để bị chất vấn. Họ sẽ được yêu cầu cung cấp lý do tại sao họ không thực hiện những yêu cầu được đặt ra trong quyết định. Trả lời phỏng vấn của đài FA, luật sư nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ Kutru Basman, người đã kiến nghị với nhóm công tác về trường hợp của bà Phạm Đoàn Tràng cho biết như vậy. Và với việc nhà cầm quyền Cộng sản tại Hà Nội luôn đàn áp và áp chế những người nói lên tiếng nói đối lập, thì đất nước không thể phát triển khi không có phản biện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Mỹ gây sức ép với Việt Nam tại đối thoại nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.